Khương hoạt có tác dụng gì? Một số bài thuốc từ khương hoạt. Khương hoạt có tác dụng gì? Theo y học cổ truyền, vị thuốc này có vị đắng, tính ấm, cay. Vị thuốc này thường sử dụng để trị cảm mạo do hàn và đau nhức xương khớp do phong thấp. Các bộ phận của cây có nhiều đặc tính tốt để làm thuốc. Bài viết dưới đây của Nesvaco sẽ giúp bạn tìm hiểu về tác dụng của loại cây này. Cây khương hoạt là gì? Trước khi tìm về khương hoạt có tác dụng gì, thì việc hiểu rõ về loại cây này cũng rất quan trọng. Đây là loại cây sống lâu năm, tỏa ra một mùi thơm đặc biệt. Khi trưởng thành, cây cao khoảng âm 0+m, không phân nhánh, thân dưới hơi có màu tím. Thân rễ to có hình trụ, chi thành đốt, có mùi thơm, mọc thành các cụm màu nâu. Lá mọc so le nhau, mép lá có răng cưa, mặt trên của lá có màu tím nhạt, mặt dưới màu xanh nhạt. Hoa có màu trắng, nhỏ, mọc thành từng cụm. Quả hình thoi dẹp màu nâu đen. Cây dược liệu này thường sống trong các bìa rừng, đồng cỏ, bụi rậm hay các đoạn dốc cao. Tại Việt Nam, loại cây này chưa thực sự phát triển nhiều, chỉ mọc ở phạm vi 1.600-5.000m so với mực nước biển. Phần dược liệu của cây tập trung chủ yếu ở phần thân rễ và củ rễ. Khương hoạt có tác dụng gì? Vậy thực tế khương hoạt có tác dụng gì? Các hoạt chất chiết xuất từ khương hoạt mang đến nhiều tác dụng như hạ sốt, giảm đau. Tinh dầu khương hoạt có tác dụng rõ rệt trong việc hạ sốt, giảm đau. Khi thí nghiệm trên thỏ cho thấy, dịch tiêm chế từ khương hoạt 2ml chứ 0,04 tinh dầu, tác dụng hạ sốt tương đương Anangin. Tinh dầu khương hoạt khi thí nghiệm trên chuột nhắt trắng bị quặn đau bằng axit acetic 0,5% tiêm xoan bụng có tác dụng giảm số lần quặn đau, chống loạn nhịp tim. Dạng chiết nước từ khương hoạt với liều 10g/kg có tác dụng kéo dài thời gian tiềm phục và rút ngắn thời gian nhịp tim bị rối loạn. Khi thí nghiệm trên chuột cống trắng với liều 20g/kg có tác dụng đối kháng với rung thức do canxi chloride gây nên. Khi thí nghiệm trên thỏ với liều 5g/kg có tác dụng rút ngắn thời gian tim loạn nhịp do chloroform và adrenaline gây nên. Thiếu máu cơ tim cấp tính. Trong thí nghiệm với chuột cho thấy, khương hoạt cũng có tác dụng với tình trạng thiếu máu cơ tim cấp tính. Tinh dầu khương hoạt 3% và 6% với liều 1ml/100g thể trọng. Khi đưa thẳng vào dạ dày chuột cống trắng có tác dụng đối kháng với cơ tim thiếu máu cấp tính do chế phẩm thùy sâu tuyến yên gây ra. Chống choáng. Khi dùng khương hoạt với liều 0,5ml cho bằng đường dạ dày, sử dụng trong 12 ngày liên tục có tác dụng đối kháng với choáng do kích thích điện gây nên. Khi thí nghiệm cho thấy, số lượng chuột bị choáng thấp. Kháng khuẩn. Tinh dầu khương hoạt với nồng độ 0,002g/ml trở lên có tác dụng ức chế các chủng vi khuẩn như B, tai phi, Bacillus dicenter E, Babiocinus và B. enteritidis. Chống viêm, chống dị ứng. Khi thí nghiệm trên chuột nhắt trắng, tinh dầu của khương hoạt có tác dụng ức chế phản ứng quá mẫn muộn do 2,4-dinitrochlorobenzen gây nên. Đồng thời, chúng cũng làm giảm lượng vitamin C ở tuyến thượng thận. Một số bài thuốc chữa bệnh từ vị thuốc khương hoạt. Sau khi hiểu khương hoạt có tác dụng gì, bạn có thể áp dụng một số bài thuốc trong các trường hợp như trị đau vai, đau cứng cổ, cứng gáy, 9G khương hoạt, 9G độc hoạt, cảo bản, xuyên khung, phòng phong, cam thảo mỗi vị 6 giờ, mạn kinh tử 4G. Sắc các vị thuốc này uống ngày một thang, uống nóng trước bữa ăn. Trị bán thân bất toại, đi lại khó khăn, tay cầm không vững, sử dụng khương hoạt, đương quy, hương phụ mỗi vị 12 giờ, độc hoạt, uy linh tiên, ngũ gia bì, nhũ hương, chỉ xác, ô dược, phòng phong mỗi vị 9 giờ, vẫy TT 6 giờ, cam thảo 6G. Sắc các vị thuốc thành nước rồi cho nhũ hương vào nước còn nóng và uống. Trị đau nhức xương khớp, thần kinh ngoại biên, sử dụng khương hoạt, phòng phong, thương trực mỗi vị 12 giờ, bạch chỉ, xuyên khung, hoàng cầm, sinh địa, cam thảo mỗi vị 8 giờ, tế tân 4G. Sắc các vị thuốc trên uống mỗi ngày một thang, chia thành 3 lần, uống ấm trước bữa ăn 1 giờ. Trị cảm mạo phong hàn, sử dụng cam thảo, xuyên khung, hoàng cầm, sinh địa hoàng và bạch chỉ mỗi vị 4 giờ, tế tân 2G, thương trực khương hoạt và phòng phong mỗi vị 6 giờ. Đem sắc các vị thuốc trên và uống. Lưu ý khi sử dụng khương hoạt bạn nên biết, khi muốn dùng khương hoạt, ngoài việc biết khương hoạt có tác dụng gì, việc sử dụng vị thuốc này cũng cần lưu ý. Cụ thể, những người bị dị ứng hoặc mẫn cảm với một số thành phần trong khương hoạt thì không nên sử dụng. Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú thì không nên sử dụng vì nó dễ khiến xảy ra tình trạng quái thai, truyền cho con qua đường con bú. Những người bị thiếu máu, viêm khớp do huyết quản, dạ dày yếu, đau toàn thân kèm theo ấn lạnh, sốt thì không được dùng khương hoạt. Nếu thấy nôn hoặc buồn nôn thì ngừng sử dụng thuốc ngay.
không nên quá lạm dụng thuốc vì nó có thể gây phản tác dụng. Bài viết trên đã cung cấp cho các bạn khương hoạt có tác dụng gì cũng như các bài thuốc sử dụng vị thuốc này. Tuy nhiên, bạn cũng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ sử dụng nhé.